nắng nóng chưa đỉnh điểm, khoa hô hấp đã hết chỗ nằm. Thời tiết năm nay khắc nghiệt hơn, nhiệt độ tăng lên bất thường. Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh Đông Nam Bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận từ 35 đến 37 độ C. Chỉ số tia UV ở mức gây hại cao đến rất cao. Đây là một trong những nguyên nhân làm tăng số lượng bệnh nhân đến khám vì bệnh hô hấp. Ghi nhận tại khoa nội hô hấp Bệnh viện Thống Nhất, số lượng bệnh nhân đến khám tăng khoảng 15-20% và bệnh nhân nội trú tăng 20% so với năm ngoái. Hiện tại khoa hô hấp đã có 50 giường, nhưng từ Tết đến nay luôn trong tình trạng không còn giường trống, bệnh nhân phải nằm băng ca. Ngoài cái viêm phổi cộng đồng thì có viêm phế quản phổi, rồi các cái bệnh hô hấp mãn tính mà liên quan đến nhiễm khuẩn, đó là đợt cấp của COPD, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là hen phế quản cấp. Có những cái trường hợp là bệnh cái đợt cấp của giãn phế quản. Những cái trường hợp nặng nhất ở khoa đó là viêm phổi nặng, cần phải thở máy, có thể xâm lấn hoặc không xâm lấn. Rồi những cái bệnh đợt cấp của COPD, yếu tố thúc đẩy đó là nhiễm khuẩn, thì chúng tôi cũng phải thở máy, cho bệnh nhân thở máy xâm lấn hoặc không xâm lấn. Và nếu mà sớm kịp thời thì đa số là bệnh nhân qua được cái đợt cấp. Nhưng mà có những trường hợp nặng và bổn thì cần phải thở máy kéo dài. Bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Thế Hoàng cho biết, thời tiết nắng nóng làm mất nước, từ đó gia tăng các bệnh tim mạch, đái tháo đường, suy thận. Ngoài ra, nhân viên văn phòng, nhân viên y tế làm việc trong môi trường máy lạnh thường xuyên, thì bụi của máy lạnh cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Hiện tại ở khoa nội hô hấp Bệnh viện Thống Nhất, có 8 đến 10 bệnh nhân cần phải thở máy xâm lấn hoặc không xâm lấn và được theo dõi liên tục. Các trường hợp nặng đa số là bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh nền. Tiên lượng bệnh tùy thuộc vào tuổi tác, tình trạng sức khỏe và các bệnh lý kèm theo. Ngoài ra còn tùy thuộc vào bệnh hô hấp cấp hay là mãn tính. Các bệnh nhân này thường tiên lượng không khả quan và chất lượng cuộc sống có thể bị ảnh hưởng khá nhiều. Khởi đầu của cái năm nay, cái mùa nắng nóng thì nó sớm, thì chắc chắn là vào cao điểm vào tháng 3, tháng 4 tới đây thì chắc chắn là ảnh hưởng của nắng nóng sẽ cao hơn và có thể là bệnh nhân sẽ nhiều hơn. Và để sắp xếp được cho bệnh nhân thì chúng tôi, cái thứ nhất là tăng cường quản lý họ, đặc biệt là các cái bệnh mãn tính thì tăng cường tái khám, khám ngoại trú, sắp xếp những bệnh nhân mà cần thiết tương đối nặng thì mình cho nhập viện. Bên cạnh đó, dự phòng là yếu tố hàng đầu. Do nắng nóng, thân nhiệt điều chỉnh kém, bệnh nhân dễ mất nước, mất điện giải. Nên đối với người cao tuổi cần tránh nóng. Ngoài ra, nắng nóng cũng làm cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém. Khi dinh dưỡng không đủ, sức đề kháng sẽ giảm. Ở trong máy lạnh, quá lạnh sẽ làm tổn thương niêm mạc. Và khi ra ngoài nắng nóng dễ dẫn tới sốc nhiệt, vi khuẩn xâm nhập. Người dân cần phải đeo khẩu trang, tránh những nơi khói bụi, đặc biệt là tránh sử dụng thuốc lá, thuốc lào. Cùng với đó, một trong những cách phòng ngừa tích cực là chủng ngừa, vì vậy nên tiêm ngừa cúm và phế cầu. Lưu ý uống đủ nước, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thở, hạn chế đến những nơi bụi nhiều, khói nhiều, ô nhiễm, đặc biệt là tránh nóng.